Ba đang giờ khác rồi. Rồi tặng dâu con đòi chém em luôn đó. Rồi ha, nhỏ ngủ vậy nè, rồi cũng đẩy con nhỏ xuống luôn. Rồi nhiều khi buồn lắm bà, không la hét gì để mất công mẹ, rồi anh em biết rồi cũng buồn thêm. Em không có dám. Nhiều khi em bệnh đi nhập viện cũng đi chăm sóc ở bệnh viện, bỏ cho hai đứa, cho bà ngoại giữ không, đi lo cho em ở trên bệnh viện. Rồi không có ai về nuôi nên kia khổ. Rồi chơi ở nhà ông mẹ bệnh, mẹ hay bệnh lắm. Bọn Bảnh xin được chào quý cô chú anh chị, quý khán giả và quý mình thường vân. Thì hôm nay thì Bảnh tới xã An Hiệp, ấp Dòng Chùa B để thăm một hoàn cảnh mới. Thì quý chú anh chị, thì nghe lời chia sẻ của địa phương ở đây thì một người chị mà có ba đứa con mà chồng đã bỏ rồi đi lấy vợ khác, thì hiện tại thì chị đang nuôi là hai đứa, thì có một đứa bé thì không có được đi học. Thì Bảnh tới đây để mà tìm hiểu hoàn cảnh như thế nào, để mà thăm, mời tất cả các chú anh chị cùng vào trong nhà để thăm hoàn cảnh. Thì phía trước Bảnh đây là ngôi nhà của ba mẹ con của chị này các chú anh chị. Một ngôi nhà chanh, vách lá, toàn bộ luôn. Và phía sau nó cũng có sông nữa. Rồi em chào chủ nhà. Đang đút bé hả? Dạ. Rồi, chị tên gì chị? Dạ, tên Nguyệt. À, chị Nguyệt hả? Rồi, chị cho em xin phép vô nhà ha. Dạ. Rồi, ôi, nhà mình tối quá ha. Ôi, chú chào con. Con chào ông bà cô chú đi nào. Chào ông bà cô chú. À, sao bé thấy ốm nhôm vậy chị? Ăn nhiều mà không được mập người ta. Dạ thì cũng khổ lắm nên cũng nhờ bên ta giúp đỡ phần nào đỡ phần đó. Tại vì cũng ở ba mẹ con. Rồi ông xã chị đâu? Đi theo vợ khác bỏ hơn năm rồi. À cũng mới đây ha. Dạ. Là bé hơn năm, là bé này được bao nhiêu tuổi bé rồi? Bé này, này là 26 tháng rồi. Rồi một mình phải nuôi là hai đứa, ở nghe nói chị ba đứa hả? Ba đứa mà đứa lớn thì nó đi theo cha. À đi luôn hả? Rồi như là mình vậy rồi chồng có lại hỏi thăm không hay là dạ sao? Không. Rồi lý do là sao mà đi chị? Thì cũng đi nhậu nhẹt rồi về cũng cãi lộn rồi kiếm chuyện gì nó hỏi vậy đó. Rồi cái đi rồi ven với bạn bè rồi ni gì đó rồi đi rồi tự nhiên cái rủ vợ người ta đi rồi đi bỏ đó đi giờ luôn rồi không qua rồi không thăm hỏi con cũng gì hết luôn. Hồi đó mình có cưới hỏi không chị? Dạ không. À mình chỉ là sống với nhau thôi phải không? Dạ quen nhau rồi theo nhau. Rồi mọi người giờ là lúc mà còn ở chung là ảnh hay nhậu nhẹt dữ lắm hả? Cũng hay đi nhậu rồi làm cũng làm ít lắm. Đi nhậu rồi người ta nói này nói kia nghe theo người ta gì đó rồi đi. Nhà chồng chị gần đây không? Cũng ở dòng chùa A, cũng gần ngoài chợ. À, ở đây là mình ấp dòng chùa B, ở ngoài kia là ấp dòng chùa A dạ. Ha. À, con chào cô. Dạ, cô là sao đó, sao chị? Cô này là sao? À, là mẹ của. À, mẹ hả? Rồi, cô có thể qua đây cho con hỏi thăm chút xíu hả cô? Dạ, con lại đây nè, thì chị có gọi điện cho con tới đây để mà giúp đỡ đó. Rồi cô có thể chia sẻ như hoàn cảnh của chị Nguyệt như thế nào mà từ lúc đầu cô kể từ đầu cho con nghe coi. Nó kêu đi làm, nó không đi làm, nó uống rượu xảy chửi cái lộn không. Vậy sao mà thấy con của chị Nguyệt là bé 10 tuổi rồi mà không có đi học luôn rồi? Không có tiền, không có gì, không có đi làm khai sanh rồi nó. Biết làm sao không? Rồi đó, chị Nguyệt hàng ngày chị làm gì chị Nguyệt? Cũng làm lặt vặt dọn dọn nhà chứ không có đi làm xa nữa. Rồi gửi mẹ thì cũng mẹ cũng lo, em cũng bị bệnh tim đó. Rồi đi đâu cũng gửi, cũng tính đi làm nhưng mà cũng không có xe, không có gì đi làm thì khó nữa. Rồi hai đứa nhỏ nữa. Rồi chưa gửi bà ngoại thì bà ngoại giữ thêm cháu nữa, rồi thêm em, rồi sợ này kia cũng dám đi làm nữa. Ở nhà vậy đó, chừng thấy người ta thấy có khổ gì đó người ta cho gạo ăn. Thấy đi làm sợ, ở nhà có gì thì không có ai lo. Rồi mấy em cũng có anh chị mà đi làm xa hết rồi. Ở nhà cũng coi con, rồi sẵn có nhà vừa cũng coi mẹ, mẹ cũng hay mệt nữa. Rồi thằng em cũng hay mệt nữa, rồi thêm cháu nhỏ, người chị cũng đi làm bỏ cũng không có gì em nuôi thằng nhỏ nữa. Thấy khỏe thì tự nhiên đi làm gì, rồi kêu năn nỉ đi làm rồi kiếm tiền rồi cho con ăn uống thì không đi làm.
rồi đi nhậu gì đó, rồi người ta nói sao rồi tự nhiên về rồi chửi em này, có thể đánh ông á, đánh nhưng mà còn chửi này chửi kia gì tùm lum hết á, còn ghen tuông rồi đi tây đi qua bên của ổng chơi cũng vậy nữa, rồi ổng ghen này với bà con cháu của ổng nữa, người ta nhìn ngồi chơi với người ta nói chuyện mà người ta nhìn mặt cũng ghen nữa. À là ghen chị á hả? Nghe ghen rồi. Chị mà tự nhiên đi bỏ chị. Mà thì ai biết đâu tự nhiên cái đi rồi đi nhậu nhẹ rồi mấy hôm rồi tự nhiên về rồi chửi này chửi kia rồi nó đi. Thì cũng đem nhỏ này đi được mấy đêm rồi đem lại bỏ ngoài nhà luôn, ngoài sân rồi mưa nó tối. Rồi chị cũng ôm lại bỏ ngoài sân luôn hả? Lại ban đêm bỏ ngoài rồi đi, nhỏ này nó khóc đó, rồi đem lại chả rồi tự nhiên bỏ ngoài mưa vậy đó, rồi ban đêm rồi cũng 7-8 giờ mấy đem lại bỏ ngoài cho nhỏ khóc. Không có kêu cửa chị vô. Không, bỏ ngoài rồi đi luôn. Rồi không có đem tiền gì cũng không cho, không gì hết, thì nhờ người ta cho gạo cho gì ăn không tới giờ. Rồi sao mà chị biết là bé ngoài mà chị ra chị lấy vậy? Thì khóc, bé khóc mưa mà. À, lúc đó là bỏ là mấy tháng luôn, bỏ ngoài bỏ đi cũng bé cũng gần 1 tuổi rồi, bỏ cũng vô không dám vô tới đây, bỏ ngoài đó mà chạy xe về chửi rồi nói anh em này mày kia rồi sao cũng chửi nhiều lắm, nhưng mà chửi cũng chửi như là quen này nọ rồi chửi chắc mày rồi gái đó mày làm đi rồi làm này kia sao mà mày đi đâu người ta nhìn mặt rồi đi đâu cũng đi không được. Thì cũng bà nội nó cũng có tiền thì cũng đem lại đây cũng lâu lâu được 100.000 gì đó, rồi xin cũng người ta cho phiếu bả rồi bả đi lãnh rồi đem gạo qua cho nhỏ vậy. Lâu lâu được thùng mì rồi 10 ký gạo như vậy. Mưa giọt cái đó, vừa gió nó bay rồi đúng hết rồi nó tả bên ngoài nhà đằng sau nấu cơm cũng vậy nữa, mai mà đẩy mạnh cũng ngã nó. Thì cách đây cũng hơn 4 năm rồi, tại cái này cũng người ta cho đó, cây cột đây cũng người ta cho luôn đó, cũng là quen của thằng em người ta qua chơi gì đó, người ta thấy người ta cho cái cây bạch đằng này 6 cây để làm nhà. Khổ lắm người đó, không biết đi làm gì kiếm tiền để nuôi con, thì nó nhỏ này nó nhỏ nữa rồi gán nuôi rồi gán nhịn ăn nhịn đói để cho con ăn. À, thấy con lớn của chị có 10 tuổi mà nhỏ xíu vậy đó. Ừ. Không đi học, bây giờ con gái cứ lại đây chú hỏi thôi con. À, bây giờ chú sẽ hỗ trợ cho con đi học nè, được không? Dạ. Của chị nếu mà là 10 tuổi như vậy rồi mình đăng ký học lớp mấy chị? Thì cũng là chắc người ta cho vô học lại lớp 1 chứ không. Ồ. Tại vì cũng lớn tuổi rồi mà, tại vì chưa có vô học lần nào. Dạ. Trời ơi thấy thương quá trời luôn. Rồi cái nhà cửa mình như vậy rồi, nền thì nền đất nó chú anh chị, ngủ thì ngủ không có chỗ ngủ mà yên ổn, nó bị dột không ngủ ban đêm. Thì không có ngủ đâu, sợ nó dột, cũng có che cái bục đó vẫn mà còn dột nữa. Nếu mà không có co đây chừng thì nó đứt cái bục đó xuống là nước chảy xuống ướt hết luôn á, thì tại vì cho nhỏ ngủ phải canh cái đó. À mà cho con ngủ mình phải canh. Tại vì mưa là mưa nhỏ thì ở này, mưa lớn thì phải ngồi canh rồi, tại vì cột sơ sơ vậy để dột thôi, chứ còn mà mưa mà lớn là dột rồi nó tạt rồi bên kia vô rồi bên đây vô nữa tùm lum hết á, nhiều khi tắm mưa cái nền nhà cũng ướt đó, cũng đỡ đỡ mấy ngày nay khô đỡ đó. Rồi cái nhà thì rất là nhỏ xíu luôn chú chị, nhà lá luôn. Rồi cho em tham quan đi, sao tham quan nhà mình luôn ha chị. Dạ. Rồi ha chị em mình cùng đi, chị đi trước đi ha. Dạ chị đi trước đi. Wow tối thui vậy. Mình xài gì mà xài lá dừa dữ vậy chị? Tại vì xài lò củi. À xài lò củi. Dạ, xài lò củi rồi nhờ người ta cho rồi đi lụm về, chứ nhà không có cây cỏ có gì đâu. À là mình không có xài bếp ga hả chị? Dạ không, nó không có tiền mua củi cầu. Chỗ này là chỗ gì đấy? Để tắm vậy đây cho con tắm. Cái là nhà tắm hả? Dạ. Rồi cây mà nó mục hết rồi có chú chị. Giờ con khó thì khổ sống vậy biết sao. Rồi trời mưa thì hứng nước vô xài. Chị đây chị uống nước bằng nước gì? Nước mưa. Nếu mình không có mua nước lọc hả? Dạ không.
người ta cũng cho mua cây nước bên đằng kia đấy. À. Nhưng mà bơm thì nhà điện nhà mẹ thì yếu lắm, kỳ mỗi lần là bơm nó nóng, cái ổ điện của bả này khó lắm. À, cháy điện hả? Tháng mưa thì hứng nước mưa vô xài. Là bơm mưa tưa thì nó bị nóng điện hả? Dạ, điện nhà mẹ yếu. Ở đây có nước sạch không? Ừ, thì nước sạch cũng có nhưng mà không có tiền vô. À, là có đường dây vô nước sạch phải không? Dạ có. Rồi rồi em biết rồi. Vậy là cái phòng bếp của mình đó hả? Dạ. Rồi, không, cũng dột lắm, tại vì có mời bà mẹ chồng mua cái miếng ga cho như che bên trước, nhưng mà em không có che trước, em lại đây che bên đây. Đằng trên á, trên hốc rồi đẩy la giữa trên rồi để cho nó đỡ dột. Trời, nhìn khổ vậy. Thì hai chị em cùng lên trước ha. Ở cái nhà là có một cái giường trước, ở trước cái đó hả chị? Có giường, cái giường này giường của bà chị nó, bà chị đi Sài Gòn rồi. Nhà của chị sụp luôn rồi, mà hồi đó nhà chị ở sau nè, sụp rồi không có chỗ để nhà mẹ rồi đem qua đây nằm đỡ. À, lúc mà ông sống nhờ, ông sống cái tánh tình ông sao hả chị? Thì ban đầu thì cũng được, cái ổng cũng đi làm đi này kia thì cũng người ta cũng khen cũng nghe, rồi sau này thì ổng tự nhiên cái biết sao mà ổng đổi tánh đổi ý này tùm lum hết á, có đủ vô là khó chịu rồi. Nhiều khi thì lúc mà bệnh nè dịch nè kia kia ta đi kêu tiêm vaccine đó, rồi cái đi em ổng chạy xe ra ngoài thì chảm y tế của mẹ ở đây nè, rồi cái hết thuốc người ta nói để ngày mai, rồi cái ổng về cái ổng chửi. Ông nói kêu tao đi giờ mà đi cái tốn tiền xăng mà không có thuốc, rồi lần sau đi cũng về cũng chửi, tự nhiên cái ta kêu đi vậy mà về là chửi ở trong nhà, mà ở ngoài không ra chửi người ta đi, rồi cái về tới nhà là chửi. À, là kiếm chuyện chị. Nha. Yeah. Rồi cái anh cũng hàng số ở gần chùa B nè, ông nói không đi tiêm là không có đi dắt lúa được. Rồi cái cũng dẫn cái anh đó cũng vậy nữa, dẫn cái ông đó cũng lại về nhà chửi em, chửi chỉ con, chửi này kia nhiều khi á, rồi cầm cái dao cũng loại chém em luôn đó. Ừ. Rồi ha, nhỏ ngủ vậy nè, rồi cũng đẩy con nhỏ xuống luôn. Rồi nhiều khi buồn lắm mà không la hét gì để mất công mẹ, rồi anh em biết rồi cũng buồn thêm, em không có dám. Khi rồi đánh con bé khóc luôn. Rồi chửi này chửi nọ tùm lum hết á, rồi cái dẫn người hàng xóm cũng lại chửi em, rồi cái dẫn ai cũng lại, và anh em bên của ảnh cũng về đây cũng kiếm chuyện vợ con không à. Rồi dù khi ở nhà ba mẹ con không có gạo nó không ăn luôn á, nhịn nữa nó đi rồi thì mẹ của ảnh cũng cho đem về đây rồi cho con ăn, rồi ảnh tự nhiên cho người khác tương, rồi cho gạo thì bà cũng đi lạnh người ta cho nó già đó, rồi đem về đây mà không đem về tới nhà nó đem rồi đi cho người khác, rồi cái thế chừng lên nhà bà nội nhỏ chơi đó, người bà hỏi mấy bữa trước thì tao chưa gạo nó đem về, nó có cho nó đem về không, nó không có đâu, rồi mấy ngày sau mới nghe hàng xóm người ta nói nó cho người ta, rồi người ở nhà ta đó là ai mà cũng bên đây gần ở đây nè, người ta cũng người ta đâu có nghèo đâu, người ta nhà đúc nhà tường không à, mà tại lúc đó thì thấy người ta không có, tự nhiên đi cho người ta cần nhận một cầm cái này cái kia đòi đập em không à, người hâm võ vậy đó, mà đánh thì không dám đánh nữa, mà cứ hâm võ gì đó, cái bán đồ đâu có vậy đâu, rồi cũng đi làm ráng đi làm rồi mua được chiếc xe, rồi đi cứ đâu cũng kêu người nói mua xe đi để ra làm, rồi cái mua xe xong nó cũng đi làm luôn. Rồi là sao xe đó đâu rồi chị? Xe đó thì bây giờ thì lấy đi rồi kia lấy dở cho người ta nó, rồi nó hư này kia rồi nó bán được mấy trăm ngàn, nó đi ăn nhậu cũng giờ cũng đâu đi làm gì đâu, ở đặng cũng vậy. Là hiện tại là nó đâu? Thì ở nhà của mẹ ảnh. Ừ. Giờ mình không có liên lạc hả chị? Không. Ừ. Giờ ở đây cũng ai cũng nói mà gặp lại cũng khổ thêm nữa. Chị có dự định là gặp lại không? Không, em không quay lại đâu, em nói là người ta cũng có vợ rồi mà quay lại cho hàng xóm người ta chê cười, rồi không phải là chỉ hàng xóm mà cũng người khác người ta biết ra còn cười trên tài trên nãy kia đã quay lên rồi mà người ta cũng cười nữa. Ừ. Người ta nói người ta cũng giúp đỡ nó chứ em là đi là đi hơn năm rồi cũng liên hệ không qua lại luôn. Ừ. Cũng bên kia người ta nói quay lại đi, nó nói không đâu, không phải chó đâu, người mà đi đã rồi tự nhiên về vậy rồi đâu có sách gì về nhà em đâu. Cái lại đây là ở đây là che gì làm nhà là lái gì cũng mẹ cho hết á, cùng bên ảnh đâu có được cái gì cho đâu. Ừ. Tại vì thay bên đó cũng vợ của người đó là cái anh đó mua giúp trai. Ừ.
mà cũng là mua giúp trai là cũng có tiền lắm. Mà rồi rồi cái quê thấy vợ người đó thì nói là có tiền đó, rồi có dạng đó, đi đi một lần gì mấy chục triệu đó, rồi nó thấy gì nó giận vợ người ta đi luôn. Rồi hàng ngày ấy mình ăn uống gì vậy đó, chị mình đi kiếm cái gì ăn thì rồi. Có gì thì con nó rảnh nó đi câu cá gì được, cá rô nhỏ nhỏ rồi này kia nó biết đi câu lướng vậy được, con rồi nó chảo cho nó ăn vậy. Trời ơi, đèn gì mà lấy cái gì chụp nó đi chị, sao vậy? Tại vì mưa nó giỏi, hả? Cái này là sao mà mình đẩy cái miếng vải lên cái ổ điện mưa, vậy quý vị? Mưa nó dột ngay đó, sợ nó mình đụng mở đèn nó sợ nó chạm đó. Trời ơi, chú chị thấy cái ổ điện mà một tấm cao su ở trên thêm một miếng vải, bây giờ miếng vải đó nếu mà nó ướt là nó thấm hoài đó, tại vì còn nước ở đó đó. Thì cũng đem phơi, cái nắng thì đem ra ngoài phơi gì đó, rồi chừng nào khô rồi đem lại, sợ chừng nào mưa sợ nhiều khi không hay che chỗ đó gì đặt sẵn vậy đó. Trời ơi, một thân một mình vậy thấy nhà cửa của chú anh chị nhà tối thui luôn. Thì hôm nay thì em được biết gia đình của mình như vậy đó, thì em thấy hoàn cảnh của chị thì khó khăn như vậy, thì chị có chia sẻ lên biết của chú ông bà xem đó. Thì em tới đây em có như là chích tiền của Ví Mạnh Thần Quân, một bao gạo với bịch nho nhu yếu phẩm thì đầy đủ gồm cá hộp đó chị. Dạ. Nào giờ chị có mua có mồi ăn chưa? Dạ không có tiền mua nữa, nước đá à. Đi bà ngoại mua cho uống nữa. Cái này mà không có tiền mua luôn hả? Dạ. À, thôi. Nhờ bà ngoại cho người này kia rồi người ta lãnh phi, người ta thấy không có người ta cho một ngọt rồi. Là cái này là nhiều lắm, là mua đủ đủ nè. Dạ. Nước mắm, nước tương, bột ngọt, cá mồi. Rồi một bao gạo ha. Dạ, dạ ba mẹ cô à. Em cảm ơn rất nhiều. Hôm nay có cá ăn ha. Dạ. Trời ơi, hết sức mừng luôn hả? Nào giờ chưa có hả? Dạ, chưa đâu, không cũng ở đây người ta cho phiếu lãnh nhưng mà nhà em không có ai cho. Ừ. Tại vì người ta không biết, có người biết thì người ta đem phiếu lại cho. Ừ, người ta không biết mình hoàn cảnh như thế này ha. Dạ, cũng. Rồi chị xác nhận là chồng chị bỏ luôn rồi phải không? Dạ, bỏ hơn năm rồi, không có qua lại với nhau đâu. Ừ. Người con cũng không lại thăm, cũng không lại gì luôn. Thì em qua đây thì em thấy chị thì khó khăn gì đấy, mình có ruộng đất gì làm không chị? Dạ. Có ruộng không? Dạ không. Không có ruộng đất luôn? Không có. Mẹ thì cho nền nhà. Thì bây giờ em tới đây em thấy hoàn cảnh của chị khó khăn như vậy đó, thì cái thứ nhất là bé đã 10 tuổi rồi mà bé chưa có được đi học nữa, chưa biết một cái chữ A chữ Ớ nữa. Bây giờ thì thấy hoàn cảnh của chị khó khăn như vậy, em sẽ như là hồi nãy em có chích số tiền của Quý Mạnh Thần Quân đã mua gạo cho mình rồi, thì bây giờ em sẽ chích thêm nữa gửi cho chị. Bây giờ á em nhờ chị đi mua cho bé học một bộ sách để đăng ký cho bé học luôn. Kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả, thì hôm nay thì Bảnh tới thăm hoàn cảnh của chị Nguyệt mà bị chồng bỏ để lại là hai đứa con. Cuộc sống thì khó khăn với các chú anh chị, thì Bảnh tới đây thì đầu tiên thì Bảnh mua gạo và nhu yếu phẩm để mà tặng cho gia đình, để cho chị có gạo và nhu yếu phẩm nấu cơm. Hồi nãy thấy chị rất là mừng các chú anh chị. Thì đầu tiên thì Bảnh xin trích số tiền của Quý Mạnh Thần Quân là chị Dung Phụng và chú Alex Trần ở bên Mỹ ra 1 triệu, và Mạnh Thần Quân cô Diệu Phước ở Dallas nhiều lần ủng hộ, số tiền còn lại là 3.925.000, thì Bảnh trích ra thêm 1 triệu nữa các chú anh chị. Thì tổng số tiền hôm nay thì em trích giúp gia đình của mình là 2 triệu đồng ha. Nhưng mà trong khi đó thì em mua gạo và nhu yếu phẩm là nãy là hết 500 rồi. Đó, thì còn lại là 1.500.000 em sẽ trao cho chị để cho chị có tiền làm giấy tờ khai sinh cho bé, rồi mua sách vở cho bé đi học luôn ha. Ha. Có khi nào mình được số tiền 1 triệu rưỡi hay là mấy triệu chưa? Không có là hôm nào giờ chưa có tiền hả? Cũng không có, chồng đi làm không được cầm tiền vậy đó. Ông cầm tiền à, chừng nào khi đòi mua gì đó thì ông đi mua rồi cái đưa tiền, cũng có lần đi làm rồi cho cũng 2-3 triệu, nhưng mà đi mua gạo rồi mua này kia đủ thứ cho con, rồi lúc đó còn con nhỏ mà mua tả mua này kia rồi đi mua cái chơi cái chừng khi hết tiền rồi mua không đủ, rồi ổng nói xài tiền gì đâu mà xài thống phí quá vậy, đi làm mệt lắm á. Thì nói mai mốt có tự đi là mua đi rồi mới biết tiền nó lớn hay là nó nhỏ. Rồi cái sau này cái ổng nói đi mua, rồi ổng mua không mua đồ mắc nữa, ổng mua cái loại đồ rẻ nhưng mà đồ dở dở gì đó về rồi xài rồi ăn. Rồi cái con bệnh này kia rồi lúc con có tiền mua thuốc nó cười việc chửi này chửi kia, nói xài xài cho hết tiền, rồi bây giờ con bệnh nó thì không có thuốc để cho nó chết luôn đi, chửi tục luôn hết. Rồi sau này cái tiền làm được là tự xài, tự gì đi ăn nhậu, rồi ở nhà này không có,
Nhiều khi rồi mẹ qua mẹ thấy không có đất đá không, qua phê u mẹ mua cho nữa. Rồi mẹ cũng bệnh hoài cũng không có tiền cho mẹ nữa. Nhiều khi buồn vì khổ thấy gia đình cổ gì rồi ông cũng buồn lắm. Giờ thì chú cũng đã gửi cho mẹ con rồi để mua sách vở cho con học. Mà chị có biết chữ không? Biết biết. Rồi thì bây giờ thì chị mua sách vở rồi chị dạy cho bé trước đi ha. Mua tập lớp 1 cho biết học chữ cái trước. Cũng cũng còn lâu nữa cũng tới lớp vô học rồi. Còn 2-3 bữa nữa rồi vô rồi. Giờ thì cũng ráng ngày để mai đi cũng đi lá hỏi giấy tờ rồi đi làm, nặng đi làm có tiền rồi đi làm liền để cho có giấy tờ. Rồi thì cố gắng nha. Giờ con mua sách về con ở nhà con tập tập viết với tập đọc chữ nha con. Bé thì cũng chữ số 1, số 2, số mấy cũng bé cũng biết. Rồi chữ nhiều khi chữ người khác cũng có dạy cho bé cũng biết vài chữ. Rồi đếm gì cũng đem được tới 100 rồi. Con mình không có tiền mà đi học với người ta. Nhiều khi người ta đi chơi gì, làm phước làm lễ người ta đi chùa đi này chơi thì thấy con có đi được đi chơi người ta cũng buồn lắm. Nhiều khi em bệnh đi nhập viện cũng đi chăm sóc ở bệnh viện bỏ cho hai đứa cho bà ngoại giữ không nó đi lo cho em ở trên bệnh viện rồi ông có ai về nuôi nên kia khổ rồi chơi ở nhà ông mẹ bệnh mẹ hay bệnh lắm. Thôi thì em cũng tới đây thì chia sẻ hoàn cảnh mình tới đây thì con Tàu thì nhưng mà em tới đây em sẽ đăng video này lên hả chị ha. Chị đồng ý cho em đăng lên không? Thì đăng cũng đồng ý để cho giúp đỡ được có nhà mới để che nắng che mưa chở ba mẹ con vậy không biết bữa nào nhà ngã cũng hay nó tại vì cất hơn 4 năm rồi. Chị cố gắng giữ gìn bình tĩnh và giữ gìn sức khỏe. Thì em cũng đã trao số tiền cho chị rồi, chị mua một bộ sách cho bé dạy trước ha, rồi đăng ký làm giấy tờ cho bé học đi ha. Tại vì nếu mà bé không biết chữ nó sau này rất là tội nghiệp cho bé, khổ lắm. Đã mình nghèo rồi mà không biết chữ nữa, khổ lắm. Con nhớ ăn uống điều độ nha con. Con thấy ốm lắm á, 10 tuổi mà con nhỏ xíu à. Con nhớ ba có không? Nhớ ba không? Không. Sao vậy? Ba lên giờ khác rồi. Rồi sau này lỡ ba con kêu con đi ở với ba con đi không? Không. Vậy là con ở nhà với mẹ hả? Dạ. Trời ơi, tội nghiệp không? Con thương mẹ nhiều không? Nhiều. Nhiều khi con ra đường con có buồn không, khi gặp người ta có ba chở đi đâu đó rồi con không có ba con buồn không con? Buồn. Buồn sao con kể cho con chú nghe nào? Tại ba chửi mẹ con muốn muốn bán nhà này cho người ta. À bán nhà này luôn hả? Dạ. Ủa đợi sao rồi bán chị? Thì cũng đòi nền nhà của mẹ bên mẹ em cho nhưng mà tới mùa tới chừng cơ rủ là đòi bán đất ban nền nhà không có cho ở luôn. Vì tới chừng mẹ chửi nói ở đây có phần của mày ở đây sao mày đòi bán nền nhà luôn. Tao cho con tao chứ không cho mày đâu. Rồi cái nó giận rồi nó chạy xe nó đi vậy đó. Đi nhậu vậy đó. À, lâu chưa? Cũng đi sanh bé này cũng mấy tháng rồi là bắt đầu kiếm chuyện rồi này kia vậy đó. Rồi kia nói bên của ảnh thì có che con này kia kêu chặt lại sửa nhà sửa gì cho không cũng đi làm luôn. Rồi cái mẹ thấy vậy đó rồi mẹ cho chặt của mẹ thì che nhỏ nhỏ đó rồi lại sửa cái sửa đãi em tự sửa mình ơn không ở nhà sao đó rồi đi nhậu về là kiếm chuyện rồi đi nói với người ta là nói là mai mốt nó bán nền nhà này không cho ai ở luôn. Mà nền này là của mẹ của chị có cắt ra cho luôn chưa? Chưa nữa. Thì... là còn sổ chung đất này là còn chung mẹ của chị đứng dạ, tên không? Dạ còn. Đi hâm dọ vậy đó, vừa khi rồi mẹ không nghe thôi nhưng mẹ nghe được mẹ buồn đó. Rồi khi thấy vậy rồi mẹ la rồi mẹ chửi vừa khi em cũng buồn nữa tại vì chồng mình... vì nói thì không biết là cái đất này là của ai với của ai. Cứ mỗi lần là nói chuyện gì đi nói với hàng xóm mà mẹ không nghe thôi nhưng mẹ nghe rồi mẹ buồn mẹ bỉnh rồi cũng em cũng buồn lắm. Bây giờ nãy đó con nói là muốn có tiền đi học đó, bây giờ chú cũng đã đưa tiền cho mẹ rồi. À, kêu mẹ mua sách vở cho con học nha. Dạ. Giỏi quá. Trời ơi ốm nhôm nhất đó chú anh chị. Rồi ở đâu mà sưng móng tay nữa hả? Hả? Mẹ sơn cho à, rồi bé này cũng nhỏ nè
còn con gái không luôn, thương quá à. Gắng học nha con, mình không có ba nhưng mình phải gắng học nha. Dạ. Rồi sau này chú quay lại thăm ha. Rồi kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả và quý mạnh thường vương, thì hôm nay thì bạn tới thăm một hoàn cảnh cũng khá là đặc biệt các chú anh chị ở ấp Dòng Chùa B. Thì hoàn cảnh của chị Nguyệt, thì hoàn cảnh của chị theo lời chia sẻ của chị thì chị đang hiện tại là rất là khó khăn. Thì bạn cũng có chích số tiền của quý mạnh thường vương, đó là cô Diệu Phước ở bên Đà Lạt, thì và một quý mạnh thường vương nữa đó là chị Dung Phụng và chú Alex Trần đã xếp tiền ra mỗi hoàn cảnh thì 1 triệu, thì bạn cũng đã giúp cho chị là 2 triệu đồng mua gạo và nhu yếu phẩm hết. Thì mong rằng này số tiền này đủ cho mình trang trải sắp tới hả chị ha. Nhớ kia mua sách vở dạy cho bé hả chị ha. Dạ, dạ em xin cảm ơn mạnh thành vân rất nhiều, rồi số tiền này để em làm giấy tờ và mua sách vở cho con học. Chúc chị nhiều sức khỏe nha, có đừng có buồn nữa hả chị ha. Thôi thì em cũng có xin phép chị về ha, chúc chị nhiều sức khỏe, cố gắng hả chị, bình tĩnh ha, nhìn cái gì cái thì trong cuộc sống mà không có ai bỏ ai hết trơn á, chị cố gắng giữ gìn sức khỏe đi. Nếu mà gia đình mình đủ duyên đủ phước thì em sẽ quay trở lại đây thăm gia đình của mình nữa. Chú anh chị thì nhìn thấy ngôi nhà thấy là khá là nhỏ. Kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả với mình thường vương, thì bây giờ thì bạn sẽ được phép khép video tại đây. Một lần nữa cho bạn gửi lời cảm ơn đến hai với mình thường vương, đó là chị Dung Phụng và chú Alex Trần, và với mình thường vương nữa đó là cô Diệu Phước ở bên Đà Lạt, có tấm lòng vàng giúp đỡ những bà con khó khăn ở vùng sâu vùng xa giống như hoàn cảnh của chị Nguyệt ngày hôm nay. Bây giờ bạn xin khép video tại đây, hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị những video tiếp theo của chị Nguyệt ạ.